Tiếp theo, các hoạt động phát huy giá trị tinh thần của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Những ngày đầu năm 2022, nhóm thân hữu Trần Văn Khê phối hợp nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ấn hành cuốn sách Trần Văn Khê Trăm năm tâm và nghiệp. Cuốn sách nằm trong kế hoạch đã định từ cuối năm 2020 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê và để gây quỹ học bổng Trần Văn Khê. Mỗi tác giả, mỗi người mua sách vì vậy đã trở thành một nhà hảo tâm đáng quý của quỹ. 58 bài viết của 48 tác giả trong sách Trần Văn Khê Trăm năm tâm và nghiệp đã cố gắng lột tả nhiều khía cạnh đặc biệt của chân dung giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một trí thức, nghệ sĩ uyên bác, tài năng khiêm nhường, rất yêu đất nước và văn hóa của dân tộc mình. Người mà cả cuộc đời chỉ có một tâm nguyện là góp phần đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam rộng khắp năm châu, sâu trong dân tộc, đặc biệt là lớp trẻ. Bác có tâm sự thế này: nếu như cả đời tôi sống ở nước ngoài, hơn nửa cuộc đời sống ở nước ngoài, tôi giới thiệu âm nhạc Việt Nam cho các bạn bè quốc tế bằng tiếng nước ngoài, thì cái niềm hạnh phúc lớn của tôi là từ nay khi về sống ở Việt Nam những năm cuối đời, tôi được giới thiệu âm nhạc dân tộc của chúng ta bằng tiếng Việt cho người Việt mình cùng nghe. Cho nên hôm nay khi mà xuất bản cuốn sách Trăm năm Trần Văn Khê Tâm và Nghiệp, chúng tôi có nhiều cảm xúc lắm, và cảm xúc nhất là có các học trò, các môn sinh của bác Khê, những đồng nghiệp ở các thế hệ khác nhau đã từng yêu mến, trân trọng sự nghiệp của bác Khê cũng đến dự hôm nay. Cái quá trình mà giữa biên tập viên cùng với lại chủ biên quyển sách đó, thì các bạn đã rất là công phu trao đổi với nhau trên cái tinh thần là khoa học, thẳng thắn và tình cảm để mà tổ chức lại một cái bản thảo với một cái bố cục nó khúc chiết hơn, nó hợp lý hơn, và qua đó thì cũng truyền tải được cái tình yêu của bạn đọc, của rất là nhiều bạn bè thân hữu đối với lại giáo sư, và nó cũng mang cái tính học thuật, tính nghiên cứu khoa học cao. Hơn 6 năm sau ngày giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê ra đi về cõi vĩnh hằng vào năm 2015, để sự nghiệp nghiên cứu, quảng bá âm nhạc dân tộc mà ông để lại cho cuộc đời có thêm những dấu mốc tích cực trong việc giữ gìn phát huy tốt hơn. Trong năm 2021, Quỹ học bổng Trần Văn Khê đã được chính thức thành lập theo di nguyện của ông nhằm động viên, khuyến khích những người theo đuổi hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và học tập âm nhạc dân tộc.